nóng mà thôi. Nóng hả? Quá ngọt. Nóng không? Đúng em đây. Ngon cực kỳ cả nhà. Nóng hả? Nóng không? Xin chào cả nhà mình nha. Buổi sáng hôm nay thì mấy anh em mình giờ này cũng 3 giờ, mấy anh em mình lên thuyền để đi ra ngoài biển, đi đi theo cái ghe cào cả nhà, đi theo ghe cào của anh hai chị hai để mấy anh em mình trải nghiệm một bữa ở trên thuyền. Chào cả nhà nhé. Hấp tay cả nhà ơi. Bây giờ thì mấy anh em mình đang chuẩn bị đi cả nhà. Anh hai đang chuẩn bị ghe để mình ra khơi cả nhà. Đây là mình xúc lên hả anh hai? Xúc lên mình cho hai ngày hai cắt xuống làm khô. Dạ. Cái này là mình bóc ra làm, cái này là mình bóc ra là mình ăn ăn sống lừa nữa anh. Ừ. Nó xê. Đúng bài luôn á. Ngon luôn anh hai. Đó. Nè. Cái này là mình tẩm luôn nè. Đây là tôm tích nha cả nhà. Qua qua đi chợ có mua cho người ta có không? Lột bánh rồi lột mình cứ dễ giòn cái da. Tôm tích này làm khô là cắt hai cái dây này, hai cái dạ. Hai cái dây này cắt cái đầu cắt cái đuôi cái mình lột lột ra mình lột ra nhà cũng lột nó da thịt hết. Chứ gì không mà lột vậy này nó ai là dạ. Nó da thịt gì nè. Ngọt cực kỳ luôn á cả nhà. Ừ, này ngọt. Bao ngọt luôn. Bao ngọt. Ăn nó xê mà nó như tôm thẻ mình ăn xê vậy. Dạ. Vậy mà phơi khô là 4 con vậy mới được lận miếng vậy hả? 4 con anh. Phơi khô là 4 con mới được miếng. Và 10 16 kg phải không anh hai? 18 kg. 18 kg mới được 1 kg khô cả nhà. Tôm tích. Mà hôm bữa bữa trước sang xuống là ăn rất là ngon cả nhà. Ăn khô ngon cực kỳ luôn. Ở mình ăn lụa bữa hôm nay rồi. Nếu không đạt đi. Nè mình ăn ngày sống cá này. Tao ăn qua nè. Cái lưỡi châu qua. Đó là còn mấy cái lạc bự mình để dành lại đi. Cho ăn nào mình dành. Dạ. Bữa nay là sang ở Cà Mau là ngày thứ hai rồi cả nhà. Nay tiếp tục đi chung với tem săn bắt gừng tràm nữa. Giờ mình vinh cá ở mình kinh tôm lên để mình làm khô cả nhà. Mấy anh em mình xuất bến nha cả nhà. Người ta cũng mấy cái ghe đó người ta cũng đi cào giống như ghe bên mình đó cả nhà. Vũng Tàu có bóng đèn đó là người ta đi câu mực đó cả nhà. Ở đây đèn người ta đi câu mực rất là nhiều. Ở bên đây luôn. Phương đóng ghe luôn. Nay mình thả về là bao lâu mình mới kéo lên nè? 2 tiếng mấy à? Mấy. Mình kéo bao hai. Đấy. Đấy luôn.
đóng tàu nhanh hơn. Thả dép, có lúc thả dép. Nè, thả hai chiếc này mới có tiền lên. Dạ. Đi cào xuống rồi đó cả nhà. Nãy là mình đi thả dây thôi. Hồi nãy là cái cào á. Gió kinh khủng, gió luôn đây. Qua gió à, cái này khó à. Dạ. Tôi qua đi học đường, cái này canh khó đi rồi. Làm lái mà. Hả? Làm lái trong ngày vậy.
đây nữa. Ngon lắm.
Cái này kêu bằng cá cậu này hả? Cá chim đen. Cá chim đen hả? À, ăn ngọt lắm anh Phương. Đó là chim trắng hả? Chim trắng á. Cái này quá chim trắng này. Chim trắng nó mắc lắm. Dạ. Chức tới mấy trăm ngàn ký luôn. Chim trắng á. Chim đen thì rẻ ngọt ha. Dạ. Con này kêu bằng mực gai nè. Nè nó có cái gai sao nè. Mực gai à. À, con này mực bầu nè. Dạ. Bầu nè, nó đâu có cái gai sao đâu. Dạ. Thấy không? Nè, nó có gân lên, cái gì gân lên ha. Ừ, con mực này nó có thể lên tới mấy kilo lần. Dạ. Tá chanh là ngon như vậy mà cá mai. Dạ.
nước mắm nha cả nhà. Sẽ neo ngay đây nha cả nhà, neo là tại đây chế biến mồi để lai gai luôn cả nhà. Giờ tôm mực này mình nướng với mình hấp ha anh bảy. Làm ít lắc xe đi. Dạ lắc xe, còn cua thì mình ủa gì ghẻ chứ? Ghẻ mình luộc luộc đi ha. Luộc tươi đi cho nó ngọt. Ba món đi. Dạ. Rồi mình tiến hành mình làm luôn. Dạ. Cá đi châu. Bắt tục mấy con cá này nướng còn là ngon hơn anh Nam. Đó là 7. Dạ, để chuẩn bị túi luôn. Lộn nhập nướng là ngon. Lợi cá hả? Cá hả? Đó. Này không cá ngon. Nhưng mà nó vẫn ngọt. Lựa mấy con này nè. Cá chim á. Cá chim rồi nè. Mấy con này nè. Nướng này ăn ngọt lắm. Cái con này phải không? Ừ. Được mấy con ghẹ cả nhà. Cái tay nữa. Có cái tay sàn này đi. Còn kém con ghẹ. Con mực này hồi nãy cào vừa cào lên á cả nhà, là có thể là mình nhúng vô nước mắm cái mình ăn nó luôn á nào. Dạ. Nãy nó trong lắm cả nhà. Giờ nó chết rồi nó đục lại. Cắt cũng vừa ăn thôi như nào. Nhiều quá mình ăn cũng hết. Thấy nó thật thàm chứ cắt ra nó đâu còn được như đâu. Ờ. Nay mấy anh em mình là ăn đồ tươi không nha cả nhà. Đồ tươi tại biển. Xay mồi tại biển luôn. Phương vô phục thì đốt than cả nhà. Chuẩn bị nướng. Chuẩn bị nướng. Mình luộc bao nhiêu đây nha cả nhà? Cái mồi mình làm đây quá nhiều mồi nên cái ít nít. Cái ít ít thôi. Chứ nhiều quá mình ăn không hết. Luộc ở dưới cái nhà ta trên này gió quá không có luộc được. Mua vô cái hồng viết em này. Vô là có hả? Vô là có. Nắng hôm nay thì cũng không nhiều rồi cả nhà, cũng dịu dịu. Được chưa con, chở chở than ha con. Con này là con tôm tích lỗi nhất nè cả nhà. Anh hai cào hôm qua. Như cả nhà thấy là hai cái càng của nó rất là bén. Nó mổ cái là xiên thịt luôn cả nhà. Lỗi nhất này thì bán có giá hơn mấy con nhỏ kia cả nhà. Như cả nhà thấy đó, gió bữa nay biển động quá. Các kia người ta cũng vô bờ hết. Ồ, con hoa da này cả nhà. Có thấy không, muốn ăn thì mình xin là có. Ở ngoài biển đã vậy đó cả nhà. Hoa da. Bánh cái gà này luôn. Con này mà cắn nó một cái, cắn cái gầu kìa. Lắm. Đã đã cả nhà. Con thấy con này chưa? Ủa vậy đó hả? Ừ. Hoa da đó. Hoa da đó. Ủa sao cho mình để cái tay nó dính rồi hết. Nó còn sống. Nó còn sống hả? Nó còn sống, nó bố lên mà không lên. Chuyên lên á. Cái ghế nó là phải lòn như đây. Lên. Cái nắm cái gầu, thích gầu luôn. Dạ. Không ra đó. Chờ lắm hết đó. Giờ là nó yếu rồi đó. Giờ mấy anh em đang tất bật làm người một công đoạn để làm mồi cả nhà. Quá
kìa. Cái lạc bự nè. Nóng kéo lên coi cho chứ mớ ghẹ nè. Lạc này cái lạc bự lắm. Nhỏ nữa nè. Còn lớn nữa, bự nữa mà. Mớ ghẹ bên đây nè. Cái này ta cầm bến nữa nè cả nhà. Neo vô cái ghe của mấy anh em mình chơi luôn. Nè. Cá lóc biển cả nhà. Cá mối nha, cá mối. Cá mối. Nay gạt em hoài. Cá mối. Con giống cá lóc à. Nè, nó nướng ăn ngon hơn thịt cá lóc nữa. Dạ. Nó mà lấy này mình nướng đi. Dạ. Con gì nướng được quá. Đây, à, cái quỷ này. Tôm sú cả nhà. Ừ, sú. Sú. Ăn cái đô luôn cái gì. Thịt nó ngọt dữ lắm. Hiện tại bây giờ là ba chiếc ghe đang neo với nhau nha cả nhà. Chậm được nhiêu đây anh ơi? Chậm được rồi anh ơi. Rồi luộc mình cũng chín rồi. Anh giờ để gà gỗ luôn anh nè. Dạ, gà gỗ luôn anh. Hồi lên gì ngút rồi, ngon không? Con này là bự cái nha, con là loại nhất. Bự nhất. Tôm tích nhưng bự nhất. Nếu mà mình được ăn nó còn sống luôn thì nó ngon hơn là đã chết rồi. Anh hai cào hôm qua. Dạ. Con này thì qua đá rồi, nó hết ngon rồi. Ừ. Còn mấy con này là tươi hết rồi. Dạ. Chỉ có con tôm tích đó là hôm qua thôi. Con tôm tích lớn đó là hôm qua. Quá dữ. Không mồi nữa vậy. Nãy anh hai mới đi trộm đồ nướng về nè. Mấy con có nữa hả? Mấy con tôm tập xuống. Như còn cá lóc biển. Cá mối hả? Cá mối. Gỗ luôn. Bên kia của xuống bên đây thì cũng có tôm tích cả nhà. Gai trong cái bọc này con. Nãy nói mực mà có gai đó. Dạ. Nãy mình là loại nhỏ. Loại nhỏ này là bự. Nhưng mà lấy loại bự mình nướng ăn. Nhiều quá anh hai. Nhiều lắm nhiều. Rồi anh hai ơi. Nãy giờ nhiều quá. Trời ơi, xem cái máng này nó khóc chết luôn. Nó chờ nhỏ rồi. Bọc anh em đứng nè. Dạ. Bắt đi chứ. Nhiều quá. Năm câu rồi. Nhiều quá. Này biển động nên mấy chú dời ghe vô hết luôn cả nhà. Này thất thu hả chú? Thất thu rồi đưa lên. Dạ. Giờ mình để lên nướng nha cả nhà. Vui ha. Vui như ngày hội ngày Tết à. Hai lấy dừa nữa anh hai. Có gì mình chịu à? Dạ. Lấy dừa mới chịu đó. Dạ. Mấy cô mấy chú ở đây thì rất là dễ thương đó nha. Đáng lẽ là cái dĩ là cái dĩ dài luôn á, nó mới nướng nó mới nhiều ha. Đi dĩ tròn. Con cá ôi lỗ quá không nghe mấy anh ơi. Bởi chặt chặt thật lên đâu chạy động ha gấp ra bớt đi gấp bớt đi mấy chục năm lên Nam thì đang chuẩn bị đang bớt cái gì cái vỏ Dogemon đó Nam. Hồi vừa nướng vừa ăn vậy nó sẽ nóng nó ngon hơn.
than nóng quá nó cháy luôn cây cả nhà. Dỡ lên, dỡ lên. Quá tải đi chuyến này rồi. Cá khỏi cơm luôn. Cá khỏi cơm. Tôm tích kìa. Tôm tích cũng ngon lắm á. Ghẹ. Đồ tươi không à? Mới từ biển bắt lên luôn à. Cái này mà không có gió à, cào thì đúng đúng luôn. Dạ. Cào này có cái đầu tiên tỉnh biết. Số này nãy chắc có 2 tiếng gió quá. Số là nãy anh hai đi qua ghe bên kia. Chú không được. Quá nhiệt cái nấu cơm gì? Quá nhiệt. Giờ cá cũng chín hết rồi cả nhà. Giờ mình sẽ dời qua đây để lai ga nha cả nhà. Dời qua cái ghe của ông chú bên đây nó sẽ rộng hơn. Giờ mình đứng mực luôn cả nhà. Mực thì cũng bạch tuộc đồ này cũng nhanh chín. Con này con ma da này hả? Ma da hay gì đó. Ma da cắt ra không? Nếu mà da cắt ra. Cái này cho anh anh Phương với anh Phục ăn ngắn rồi mới đại là tiệc mừng đại tiệc cá đại tiệc mừng. Cái tuột này thì cũng dưới mực này cũng nhanh hơn anh. Ừ. Bây giờ em coi em biết là con thiếu cái gì không? Thiếu gì quan trọng nhất không? Nãy giờ anh nhìn đi nhìn lại mà anh thấy không thấy bia đâu. Bây giờ lấy mình đang tập trung vô luôn được rồi. Đấy, mình ăn ba đồ này đi. Giờ là mấy anh em chú cháu mình là lai gai được rồi nha cả nhà. Giờ nó cũng chín hết rồi. Chở cái đá vàng ôm luôn á con. Bây giờ mình cũng cua bia đi. Cua bia là mình lai gai được rồi. Ngồi ở đây thì mát cả nhà, nhưng mà gió thì hơi ồn. Em kiếm gì gắp cá bỏ. Đây có tôm nè. Có luôn nè. Thử cho nó gà chưa? Gà chóc rồi cái này mày. Chóc rồi. Trắng phiếu luôn nè. Chơi được rồi nè. Thử còn thử cái này. Này là nó đưa lại. Đó. Không có cái chén khó ăn quá mày. Chén. Vậy là chén nhóc cưng. Chấm cái này cái kẹp miếng gạo nữa cả nhà. Miếng gạo vô. Cho anh em khui đi để hay hết rồi. Mời cả nhà nha. Ngồi vậy. Rồi. Đây tái. Một hai ba vô cả nhà. Hồi từ trước tới giờ thì chưa có ăn được cái món tôm tích mà lát xê vậy cả nhà là ngâm đá. À, giờ mấy anh em chú cháu mình vô nha. Rồi mấy anh em có quê mình nay đi trải nghiệm ở Cà Mau lần thứ hai cả nhà ơi. Hôm nay mấy anh em mình cũng nhờ mấy ông chú đây con anh đây đi ra ngoài biển ra khơi đi cào cá mà cũng nhiều đây nay gió bão hết quá cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà vừa vô mồi nhiều mà chín luôn rồi quá chấm nước mắm rồi đã này cái nhà dùng một con ống mực ống nè nướng rồi đây mình luôn ngọt quá ngọt từ biển mới bắt lên rồi đấy rồi mời cả nhà mình dùng miếng mực ống tươi nướng không có ướp gì trơn nha cả nhà dùng với anh em luôn. Thịt nước đã ngọt vừa rồi mấy anh em này giờ không ăn rau không à mấy anh em chị em ăn rau không à không ăn cái gì mà đâu mấy anh em ăn rau con này có đồ đồ á con còn cá mối cá đó cá mối hả cá mối nóng hổi luôn cả nhà cá lóc kìa mà anh hai nói là thịt rất là ngọt
Mời cả nhà mình dùng con bà đã cá mối nướng nha. Thịt ngọt sang ơi. Nam chia mấy con này lên trên đi. Lấy anh ăn ở dưới này có ai ăn đâu. Chị mình cũng ăn đi chị. Ăn cho Nam ăn. Mình không uống bia được thì mình ăn. Trời bà uống có đủ bia để mình mua luôn á. Dạ. Vậy là con gái Cà Mau hả? Dạ. Mới đầu vô là nghe ngại thôi, em không biết uống đâu, em biết uống đâu. Cũng vô chút xíu nghe trời ơi à. Trời ơi. Ở bên ghe bên đây cao hơn nên gió đỡ hơn nè cả nhà. Giờ có cái bè. Sao bây giờ là em chỉ nghe là tiếng chép với tiếng chép là nhiều. Tiếng bát không còn mất cái tiếng bát rồi không? Mất tiếng bát à. Vô nè. Vô. 1 2 3 vô. Vô luôn đi nam. Nước còn mà da này cái. Các bạn. Em mà dạ. Chị em được rồi, bán chút xíu rồi. Đây, để Nam mời cả nhà một cái con con nướng nha. Nói chung nó cỡ này nó vàng như vậy là nó chín dữ lắm rồi. Mời cả nhà nha. Ngọt cực kỳ nè nào. Ngon lắm rồi. Ngán hả chị? Thấy ghế cũng ngán ha. Dạ. Mấy gà con gà mình thịt gà mình thiếu. Dạ. Lên hôm nay hai bữa là không biết ghế cơm cái này mà vẫn còn ngon. Vẫn còn ngon. Mấy gà con gà mình thiếu. Dạ. Lên hôm nay hai bữa là không biết ghế cơm cái này mà vẫn còn ngon. Dạ. Lên hôm nay hai bữa là không biết ghế cơm cái này mà vẫn còn ngon. Dạ. Lên hôm nay hai bữa là cái diễn chấm muối ớt tay còn gì bằng. Mời cả nhà dùng một con tôm tích lấp xe nha, cái này là chỉ lấp xe nước đá không á, là lạnh là mình chấm nước mắm siêu cay đặc sản Cà Mau cả nhà. Nước mắm siêu cay nha, sản Cà Mau tôm tích lấp xe. Đây mời cả nhà luôn nha, để anh dùng mấy đứa con mừng nè, anh cũng làm một con thử coi. Thử cho anh Phương, thử cho biết Phương đi trải nghiệm mà không phải cho biết được không. Thôi được, được anh. Quá trời mồi cả nhà. Mồi chất lượng không, mồi đặc sản không. Đây một gỗ nữa. Vô mấy anh ơi, khui mà anh cái nè. Vô mấy anh mấy chú. Vô. Dạ. Ừ, chào. Vô cái là ăn miếng tầm phít. Vô, 1, 2, 3, vô. Rồi, Sang cũng xin mời cả nhà luôn nha. Đã nè Sang ô. Tầm phít bảy nó ăn ngon nè, ăn ăn thử rồi ngon không nè. Mắm ngọt. Ngọt mà nó dai đúng không? Ngon, ngọt nó dai. Mềm đá. Con này chắc cũng chín luôn nè. Chín rồi. Sang cũng ăn một miếng này cả nhà. Chấm với đường kia. Mùi ớt. Mùi ớt bảy làm nè. Chấp đũa nó khó cả nhà, chắc ra tay luôn cả nhà. À, đúng rồi, ra tay đi anh. Sang cũng xin mời cả nhà mình dùng một con mực nha. Nóng rồi. Nóng hả? Quá ngọt. Nóng không? Đúng em ngọt cực kỳ cả nhà. Nóng hả? Nóng hả? Nóng chứ mình đâu có nấu. Sao chứ mấy anh em ở ngoài nóng đi đó chứ. Chất lượng cả nhà. Cái này nói chung là chất. Tối còn lên. Mà ngon quá lên bia trước nữa rồi đó. Mình vô cái được cho mình lên kẹp ơi chứ. Rồi, nằm dưới. Phải nói là con mình nướng nước cộng với hạt ớt. Dạ. Nó ngọt cực kỳ luôn. Quá ngọt luôn. Cắn cái xịt nước giống ra. Dạ. Trời ơi.
đi bài quá ngon, đi bài mực này mà mình ăn mình có thể mình rút ra mình ăn sống được mà nướng chín chín dạng được rồi. Dạ. Mũi miệng mộng để tái là ngon rồi nè. Quá à, đâu có ngon. Ồ, rồi. Rồi. Gà lại luôn rồi. Nó còn tin tích không nghe gì nào hết kia nghe. Để nữa đó. Để tâm tích nó xe cái nó coi. Ăn cái này chắc khỏi ăn cơm. Hồi quá là bữa nay mồi nhiều rồi. Bữa nay siêu đảm không? Sang cũng chấm miếng nữa cả nhà. Quá ngon. Không có biết đã mua gì cả. Còn hai không cái heo không mua đâu. Còn. Em đi hôm qua là mấy em chuẩn bị sẵn hết rồi, quyết định là bữa nay ra cỡ nào không phải ăn đồ nướng còn được mà cỡ nào không phải có hàng mà hôm 9 giờ còn đi mua thêm cái bếp này nữa nè để nướng nè. Ê, làm một rổi nữa nè. Phải mình mua cái dĩa dài á. Rồi lát xe ngon quá nè. Anh có nên thử không? Chúc anh thử còn. Chúc anh thử nha. Ra tay luôn mới được. Dạ. Một này những chút tội gì em khu vậy. Đúng rồi à. Ăn quá được con này cóc tay. Đó. Như mấy cái này nè, bây giờ nó chín cái ông nào là mình ăn công lấy được nè. Nó bây giờ mình xé ra. Mình ăn thử mùi thịt chín dòng nào là mình ăn rau, rau đó luôn là giòn nó ngọt, nó giòn nó ngọt. Chứ để lâu quá là mấy cọng này nó sẽ dai. Đúng rồi, giờ chờ con người bà già không biết cái này ăn thử này đây sao nó già chưa bà già con nó nói con mà già thì nó đang nói cái này chín rồi cả nhà. Sáng giờ là nào giờ mình đi ăn quay vô lắm giờ chuẩn bị có anh em. Rồi ông gì hơi xé chia cho em. Xé tay đi em đây. Tay. Đúng rồi. Ủa nó nóng. Dây. Nóng cục bồ. Quá trời nóng rồi. Nóng rồi. Bỏ đũa tí. Xé tay anh để dễ ăn. Quá trời nóng rồi. Anh ra anh cứ bỏ vô được. Đó đây nè. Nè dạ. 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 Rồi, mời nhà con ma da nướng cho cái nhà. Dài. Dạ, ngon mà uống này thì thấy ăn. Không em mới uống rồi, không sao đâu. Ngon, ngon mà. Ngon. Dài hơn dài hơn tủ. Nhiều. Mới ăn đồ biển, thế này mình ăn ngon gì được vậy? Vậy thì ngán rồi cả nhà. Ngày nào cũng tiếp xúc với đồ biển. Nhìn nó sao không chết. Dạ. Rồi, em ăn con kém. Mời cái nhà chúng mình kém. Quá đã, ngon. Anh ai đi ăn cá đâu biết rồi nè. Anh ai ăn con cá nữa cả nhà. Biết không phải ông biết không mà ngán cá này đem cá đem bữa cuốn. Dạ. Con chưa ăn á. Chặt bơ khô là mi á anh ai. Làm nước mắm mèo phải không anh? Mày dốt quá anh ai. Mời nhìn mình không ai ấy ăn như vậy. Cà mối ăn mới tới đó. Đùa mới ăn được nè. Dạ. Trời ơi. Cà mối đi nè. Đưa lên chí cho cà mối rồi tới luôn. Cà mối. Cà lóc bột gì à? Cái gì? Thịt béo lắm rồi. Ăn thử cá lóc biển này. Cá lóc biển ơi. Nó béo dữ trời lắm. Cá lóc mình ăn đâu có gì đâu ngon mà nó. Dạ như dạ ra như cá lóc vậy. Nó ngon rồi cả nhà. Chẳng muốn tiếu. Một, hai, ba, vô. Còn nhậu đây mình la thoải mái, không ai la gầy gì mình. Giữa biển. Nhậu ở ngoài biển vậy thôi. Tuyệt vời. À, mấy anh em gốc quê mình chắc cũng xin dừng đoạn clip tại đây cả nhà. À, hẹn cả nhà mình bây giờ là sang với mình tem gốc quê với tem sang Bắc Cần Chàm sẽ di chuyển về U Minh. Hiện tại thì mình đang ở Cái Đôi Dàm ở Cà Mau cả nhà. Giờ thì mình di chuyển về U Minh ngay chỗ em Thái bên kênh sang Bắc Cần Chàm. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà ở video sau nha.